Alo, xin chào các bạn. Như thường lệ, mình là Quý Nguyễn đến từ Học viện Crypto. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 2018, mình muốn có một số tin tức muốn chia sẻ với các bạn sau đây. Tất cả những gì mình chia sẻ sau đây chỉ mang mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư, nên các bạn cân nhắc. Điểm qua CoinMarketCap thì tính đến thời điểm hiện tại, mình đi xem lại cái tính đến thời điểm hiện tại là MarketCap hiện tại là 252 tỷ đô, vốn giao dịch 24 giờ là 13 tỷ đô và vốn hóa BTC so với tổng vốn hóa thị trường là 42,5. Thì như các bạn đã thấy đấy, thì vốn giao dịch 24 giờ nó đã tăng từ 10 tỷ đô cho đến 13 tỷ đô. Thì hôm nay sáng sớm nó rơi vào tầm khoảng 5 giờ sáng hôm nay, các bạn nhìn thấy một cái cột nó đâm, cột nó tăng rất là kinh khủng, từ 5.900 cho đến 6.300, đúng 6.300 luôn. Thì chắc hẳn là các bạn rất hoang mang. Thì những cái tình hình như thế này, hôm qua mình đã nói nhá, thì 5.900 nó là cái mức giá mà trả cho các thợ đào, tức là đây là 5.900 là cái mức giá mà các thợ đào phải được trả để có lãi. Nếu mà ở dưới cái mức 5.900 này ấy, thì các thợ đào nó sẽ lỗ rất là nặng. Cho nên là đây là một cái mức giá mà theo mình đánh giá là rất nhiều người chờ. Như mình đã nói đấy, thì cái khối lượng giao dịch nó rất là quan trọng. Khối lượng giao dịch rất là quan trọng. Đó, khi khối lượng giao dịch tăng thì nó sẽ kéo theo là cái tổng vốn hóa nó sẽ tăng, vốn hóa BTC nó sẽ tăng. Và đây mình cho đây là một cái hình thức gom hàng của cá mập thôi. Gom hàng tỷ lệ nhiều nhất là 80% là của cá mập, còn 20% là của những cái người mà người ta chờ ở cái mức này, người ta chờ ở cái mức mà 5.750 này. 5.750 là cái mức giá mà thấp nhất trong năm nay nó về, thì mọi người đang rất là ngóng nó về cái mức giá này để người ta đặt lệnh, người ta mua vào. Mình chắc chắn là trên các sàn là có rất nhiều người người ta đặt lệnh mua ở cái mức giá 5.750 này. Đó. Thì tức là người sợ thì cứ bán ra, còn người nào mà vẫn tin tưởng vào cái thị trường này ấy, thì người ta lại đặt lệnh mua vào. Cho nên bây giờ 6.000 là cái mức đang là cái mức giá tâm lý mà thị trường cần phải test. Hiện tại thì đây, hiện tại nó vẫn đang xanh và nó đang đi lên. Thì một trong vòng có 30 phút mà nó tăng phát từ 5.900 cho đến 6.300, thì cái số tiền được bơm vào thị trường nó rơi vào tầm khoảng 25 tỷ đô. Đó, bơm trong vòng 30 phút thôi, thì ở cái thị trường này không có điều gì là không thể. Thị trường này hiện tại là quá nhỏ, cho nên là nó rất, mình chắc chắn là nó bị cá mập và cá voi nó kiểm soát, nó có thể bơm bất cứ lúc nào. Nhưng mình lại nói lại với các bạn là trong quá khứ, mình nói lại với các bạn là trong quá khứ nó nó bơm rất là kinh khủng. Đây, trong vòng một ngày thôi mà nó bơm từ 11.900, trong vòng một ngày bạn đã, đây là đến một ngày nhá, 11.900 cho đến 13.500. Đây cái ngày đến ngày tiếp theo nó từ bao nhiêu đây, 13.200 cho đến 16.700. Đấy, trong vòng một ngày nó bơm 3.000, 4.000 và BTC, nó là cái chuyện bình thường các bạn nhé, nó là chuyện hết sức bình thường. Hiện tại thì nó đã break out ra khỏi cái trend line này, các bạn thấy không, nó đã break out ra khỏi trend line này và có thể đầu tháng 7 nó sẽ tăng. Đấy là có thể thôi, nhưng thị trường này không có gì chắc chắn cả.
Đấy là một số nhận định của mình về thị trường ngày hôm nay. Hôm nay thì không có nhiều tin tức. Hôm nay thì không có nhiều tin tức mình muốn chia sẻ. Thì hôm nay có một cái tin tức rất là hay là mình nói về cyber criminal đang chuyển từ ransomware sang crypto hacking. Đây là thông tin từ Kaspersky Lab. Theo một báo cáo được công bố bởi Kaspersky Lab là một công ty bảo mật mạng toàn cầu, đã có một sự thay đổi đáng kể từ các cuộc tấn công liên quan đến phần mềm độc hại tới phần mềm độc hại mã hóa. Báo cáo cho rằng loại tấn công này được gọi là crypto hacking đã trở thành một triển vọng sinh lợi nhiều hơn cho tin tặc và là lý do cho sự suy giảm trong các cuộc tấn công ransomware. Và 2017, ransomware như WannaCry đã gây ra sự tàn phá toàn cầu sau khi lan rộng đến một số tổ chức bao gồm một số bệnh viện dịch vụ y tế quốc gia Vương quốc Anh, đến khắp nước Anh và Scotland. Các ransomware nhằm mục tiêu một Microsoft Windows khai thác mã hóa tất cả các tập tin người dùng trên một máy tính và yêu cầu thanh toán Bitcoin như một khoản tiền chuộc để mở khóa các tập tin. Tuy nhiên, báo cáo gọi là một cuộc biến động tập xu hướng. Tổng số người dùng gặp phải phần mềm ransomware giảm gần 30% từ 2 triệu 581 trong năm 2016 2017 xuống 1 triệu 800 trong năm 2017 2018. Đó là một sự suy giảm đáng kể khoảng 22,5 các cuộc tấn công ransomware cho các thiết bị di động. Thì cái tin này tức là sao? Tức là nó Bitcoin đang tăng này các bạn này. Mình vừa nói nó ở 6.300 xong nó lại một thêm một cái cột nữa. Đấy, thì quay lại trở lại tin tức này thì là tức là sao? Tức là các cuộc tấn công bây giờ là người ta các tin tặc nó đã nhắm vào crypto là chủ yếu rồi. Đó là tại sao mà cái ransomware này nó bị suy giảm. Ransomware này thì để ứng dụng vào crypto, để hack crypto thì rất là khó. Cho nên là tin tặc nó sẽ có những hình thức hack mới. Đó. Các bạn nhìn này. Đó, BTC, ui, BTC, cột BTC này. Nó lên rất là kinh khủng. Đúng lúc mình làm bản tin luôn. Đó, thì ôi, lên kinh quá. Nên hôm nay thì không có tin tức gì nhiều, mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Thì hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, ngày mai, mùng 1 tháng 7 2018, đầu tháng, xem có gì nó triển vọng không. Thị trường hiện tại là đang xanh ngắt rồi. Thị trường hiện tại đang xanh ngắt các mã. Bây giờ tất cả các mã đi theo BTC hết, BTC bay thì tất cả các mã sẽ bay. Rồi, có gì tin tức nào hay mình sẽ update lên Học viện Crypto các bạn nhé. Học viện, các bạn có thể vào Học viện Crypto. Có gì tin tức nào hay mình sẽ chia sẻ đến đây. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới, ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.